đời đập vỡ cây đàn, dẫn con gái yêu đàn. Buồn ơi, làm sao để ngồi đập vỡ cây đàn, dặn người đôi trắng tay đêm, dặn đời dở như bàn tay. Chiều ngày qua tôi gặp người con gái mang dòng ca mặt buồn. Em bảo tôi dặn anh đi học đàn để đàn theo lúc em ca như ngày qua mong đời ta. Tôi yêu nàng nên vội vàng lên tính đi tìm theo học đàn. Sau một năm trường tôi chờ về quê hương, những người em gái ngày ấy đã đi rồi. Tôi hỏi thăm dò từng người trong xóm tin nàng. Nàng đâu, người báo tin buồn là gặp nhạc sĩ Giang Vinh, rồi cùng xây đắp gia đình. Tôi xót thương nàng già rồi, tôi khóc thương mình. Đời ơi còn chi, đàn ơi biệt ly, đập vỡ cây đàn, dặn người đôi trắng tay đêm, dặn đời chở như bàn tay. Dặn người đôi trắng tay đêm, dặn đời chờ.